Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Tết Tân Sửu năm 2021. Thưa quý khán giả, trong vòng luân chuyển của vũ trụ, không có sự hiện diện nào làm lòng người rạo rực hơn khi mùa xuân đến. Trong không khí ấm áp của những ngày xuân mới, xin kính chúc quý khán giả một năm mới cát tường như ý. Thưa quý vị, cùng với trà thì tơ lụa là một trong những sản vật tinh túy nhất mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho cao nguyên Bảo Lộc. Không chỉ mang một giá trị tinh thần cao cả, tơ lụa in sâu vào trong đời sống văn hóa khắp mọi miền đất nước. Và để có những thước lụa nuột nà tạo nên nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất cao nguyên Bờ Lao xinh đẹp thì không thể không nhắc đến những người nông dân chăm chỉ với nghề trồng dâu nuôi tầm, lấy kén ươm tơ. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi phóng sự chắt chiu nghề nuôi tầm dệt nên xứ lụa. Tiếp đó là phóng sự tuổi trẻ Bảo Lộc tiến bước dưới cờ đảng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước những năm 1990, thành phố Bảo Lộc được mệnh danh là thủ đô của nghề chăn tằm dệt lụa Việt Nam. Mặc dù đã có giai đoạn nghề trồng dâu nuôi tầm ở Bảo Lộc rơi vào tình trạng suy thoái, thế nhưng với ý chí nỗ lực bám nghề của người nông dân, kết hợp với những tiến bộ của khoa học công nghệ, thay đổi thiết bị sản xuất cùng với thị trường, thế giới khởi sắc, nghề dâu tầm tơ của tỉnh Lâm Đồng đã hồi sinh, đưa thành phố Bảo Lộc trở lại vị trí thủ phủ của nghề truyền thống từ hàng năm nay. Nếu vào năm 2017, diện tích cây dâu tầm ở thành phố Bảo Lộc vào khoảng 350 hectare, thì đến năm 2020, số liệu thống kê cho thấy diện tích cây dâu tăng lên đến 736 hectare, với diện tích thu hoạch ước đạt 703 hectare, tăng 7,7% và sản lượng ước đạt 14.658 tấn, tăng 6,8% so với năm 2019. Chỉ sau một thời gian ngắn, diện tích cây dâu tăng lên cũng đồng nghĩa với nghề nuôi tầm cũng phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho những người dân xứ Bảo. Trong những địa phương có nghề dâu tầm tơ phát triển mạnh phải kể đến xã Đầm Ri. Riêng vùng đất này đã có tới 400 hộ nuôi tầm trên diện tích trên 300 hectare dâu. Đến thăm trại nuôi tầm giống của hộ ông Đỗ Văn Hùng, một cựu chiến binh tại thôn 4 xã Đầm Ri, chúng tôi được ông giới thiệu về những né tầm con tuổi 1 và tuổi 2 mà ông đang nuôi dưỡng chăm sóc. Vào nghề từ năm 2004, với niềm đam mê cộng với kinh nghiệm học hỏi từ sách vở, anh em, bạn bè, ông cho biết nghề nuôi tầm tuy nhàn nhưng cần lưu ý một số vấn đề như chất lượng con giống đầu vào, tiếp theo là chất lượng lá dâu, tùy vào tầm tuổi 1 hay 2 mà độ non và kích thước lá dâu phải phù hợp. Để công việc thái dâu được nhanh chóng, ông Hùng đã sử dụng một máy cắt có kích thước tuy nhỏ gọn, nhưng lại giúp ông tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc thái dâu cho tầm so với tiến hành thủ công như trước đây. Với tầm tuổi 1, trung bình một ngày, ông cho tầm ăn 3 lần, tầm ngủ một ngày một đêm, dần dần sẽ chuyển sang giai đoạn tuổi 2. Lúc này, kích thước dâu cho tầm ăn cũng sẽ lớn hơn, nhiệt độ thích hợp cho tầm phát triển tốt là từ 24 đến 25 độ C. Né tầm cần phải sạch sẽ, cần rắc vôi chống ẩm, tránh sinh bệnh cho tầm. Đến khi tầm đến tuổi xuất, cứ một lứa ông xuất khoảng 50 hộp. Cứ lứa này nối lứa kia, mỗi tháng trừ đi chi phí, gia đình ông cũng thu được gần tầm 30 triệu đồng, với chủ yếu một công lao động là chính. Qua thời gian tôi triển khai cái mô hình tầm giống đến giờ tầm con, gọi là tầm con băng tập trung, thì qua từ năm 2004 đến giờ, thì cũng đúc kết được một số kinh nghiệm về quá trình nuôi cái tầm con này. Thực ra là cái tầm giống thì nó cũng phụ thuộc nhiều cái yếu tố, nó là đòi hỏi là phải sạch sẽ hoặc cái chất lượng dâu phải đúng tuổi. Đấy, mình phải phòng ốc cho đảm bảo được cái nhiệt độ nó tốt theo từng cái thời vụ của nó. Cho nên nguồn dâu nó phải yêu cầu mình làm theo đúng từng tuổi một. Đấy, tuổi một là như dâu như thế nào là đảm bảo. Cho đến tuổi tư
xong đến tuổi ăn dỗi nó phân biệt từng rõ ràng như vậy. Thì bà con mình cứ làm theo đúng như vậy thì nó sẽ đảm bảo được. Đó nên là cái kinh nghiệm gì nó chỉ cơ bản nó có vậy thôi, nên bà con mình thì chấp hành là đúng cái nguyên tắc của nó mà làm thì quan tâm sẽ đảm bảo sẽ tốt. Còn đây là hộ ông Nguyễn Ngọc Viên thuộc xã Đầm Ri. Ông theo nghề nuôi tầm ăn rỗi từ khoảng năm 2003. Cũng với những kinh nghiệm học hỏi trong nghề, giờ đây kinh tế gia đình ông ngày càng phát triển, góp phần không nhỏ cho kinh tế của xã. Đây là hai trong số nhiều hộ trồng dâu nuôi tầm trên địa bàn xã Đầm Ri nói riêng và thành phố Bảo Lộc nói chung. Theo năm tháng, cùng với sự tỉ mẩn của những người nông dân, cây dâu con tầm nơi đây đã góp phần tạo nên chỗ đứng cho thị trường tơ lụa của thành phố. Khi ngành dâu tầm của Bảo Lộc phát triển thì một cái nhu cầu về nuôi tầm giống là rất cần thiết để phục vụ cho vấn đề chăn nuôi tầm thương phẩm của bà con Bảo Lộc. Vì lâu nay là các trại giống tầm của nhà nước thì không còn tồn tại nữa, không phát triển nữa, cho nên là tập trung vào cái khu kinh tế tư nhân. Thì đồng chí Hùng là một cựu chiến binh của chi hội 4 xã Đầm Ri cũng rất là mạnh dạn đầu tư để chăn nuôi cái tầm giống để phục vụ cho bà con. Bởi vì thành phố Bảo Lộc là một cái thành phố vùng đất rất là thiên nhiên ưu đãi cho vấn đề trồng dâu nuôi tầm, cho nên là đồng chí Hùng cũng nắm bắt được cái nhu cầu đó và đã tổ chức nuôi tầm giống hơn 10 năm nay và rất là đạt được nhiều kết quả. Khi nhà nước mà không còn hoạt động ở các trại giống tập trung nữa để cung cấp cho bà con ấy, thì đồng chí Hùng hoặc là đồng chí Viên hoặc là một số hộ gia đình khác ở trong xã Đầm Ri ấy, đã mạnh dạn đầu tư để chăn nuôi cái tầm giống này để phục vụ cho bà con chăn nuôi. Như là hộ đồng chí Hùng này cũng là đạt rất được rất là kết quả cao trong cái vấn đề sản xuất. Bảo Lộc hiện nay được xem là trung tâm sản xuất tơ lụa của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung. Sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc có chất lượng tốt, ngày càng được người tiêu dùng trong nước và nhiều nước trên thế giới ưa chuộng, đánh giá cao. Tin rằng với việc chọn lọc chất lượng từ giống dâu, giống tầm, sự chú trọng đầu tư nâng cao về công nghệ, liên kết trong chuỗi sản xuất, tơ lụa Bảo Lộc sẽ ngày một vươn xa đến nhiều quốc gia trên thế giới. Ở bất cứ thời kỳ lịch sử nào, đoàn viên thanh niên luôn được xem là lực lượng nòng cốt và tương lai của đất nước, đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào, dưới sự lãnh chỉ đạo của tỉnh đoàn Lâm Đồng, năm 2020, thành đoàn Bảo Lộc đã phát huy những giá trị, phẩm chất cao đẹp của người đoàn viên luôn hăng hái, xung kích trên mọi mặt trận, cống hiến những hoạt động, những giá trị tốt đẹp cho đời. Năm 2020, thành đoàn Bảo Lộc đã có những kế hoạch dành cho chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để triển khai trong năm. Với chủ đề Tuổi trẻ Bảo Lộc tự hào tiến bước dưới cờ đảng, thành đoàn Bảo Lộc đã đẩy mạnh triển khai cuộc vận động Tuổi trẻ Bảo Lộc học tập và làm theo lời Bác, triển khai dưới nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả. Thông qua website tuổitrẻbảolộc.vn, Facebook Tuổi trẻ Bảo Lộc như cùng các chuyên trang theo dấu chân Bác, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, đã tạo sức lan tỏa cho các đoàn viên thanh niên học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ gìn và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, công tác giáo dục truyền thống được tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng, phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo của cơ sở, tạo ra được nhiều cách làm hay, mô hình mới, lôi cuốn đông đảo đoàn viên thanh niên và toàn xã hội tham gia. Các hoạt động tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công được triển khai rộng khắp và có ý nghĩa giáo dục đối với đoàn viên thanh niên, tiêu biểu như thắp nến tri ân vào tối ngày 26 tháng 7 năm 2020 nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
chương trình tiếp lửa truyền thống, mà đặc biệt là chương trình về nguồn do Thành đoàn Bảo Lộc phối hợp cùng Hội Cựu Chiến binh thành phố đã đưa 120 cán bộ, hội viên cựu chiến binh và cán bộ đoàn tìm về những ký ức vẻ vang của cách mạng dân tộc. Thông qua việc tìm hiểu các khu di tích, địa danh lịch sử, các đoàn viên thanh niên đã có thêm những kiến thức bổ ích về lịch sử của dân tộc, vẻ đẹp của đất nước. Năm 2020, đại dịch toàn cầu COVID-19 đã gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển của Việt Nam nói chung và của thành phố Bảo Lộc nói riêng. Chung tay cùng cả nước, thanh niên thành phố, Thành đoàn Bảo Lộc đã chỉ đạo các đoàn cơ sở phát hơn 10.000 khẩu trang và hàng ngàn chai nước rửa tay sát khuẩn, xây dựng nơi rửa tay sát khuẩn tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. Đặc biệt, trong đợt giãn cách xã hội trên toàn quốc, các cấp đoàn cơ sở thường xuyên đăng tải những nội dung tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng nhiều hình thức sáng tạo, tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Như chúng ta đã biết, trong năm 2020 thì do dịch COVID-19 bùng phát nên tất cả những cái hoạt động đã được thành đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình thì cũng đều được thay đổi. Chúng tôi tập trung vào cái công tác tuyên truyền phòng chống dịch qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên website, Facebook Tuổi Trẻ Bảo Lộc và các Facebook fanpage cũng như là Zalo của các cơ sở đoàn. Đồng thời chúng tôi tổ chức các đội hình tình nguyện để đi tuyên truyền đến bà con nhân dân thông qua các hình thức như tổ chức các đội thanh niên tình nguyện đi đến các điểm tập trung đông người để phát các nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, quyên góp vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân lấy kinh phí để mua khẩu trang, nước sát khuẩn để cấp phát cho người dân cũng như là cấp phát cho thanh thiếu nhi. Các hoạt động tập trung của địa phương thì chúng tôi chủ yếu chia nhỏ thành các hoạt động chủ đề, chủ điểm và chúng tôi tổ chức tại các cơ sở đoàn. Trong năm vừa qua thì chi đoàn công an thành phố được sự lãnh đạo của Đảng ủy công an thành phố cũng như là trên các cơ sở kế hoạch chương trình của thành đoàn thì cũng triển khai hai cái nhiệm vụ. Trong đó cái nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tăng cường về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn trên địa bàn, đồng thời là góp phần và góp chung sức cùng với thành phố trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai là đối với chi đoàn công an thành phố là tiến hành các hoạt động chung sức vì cộng đồng, tiến hành các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất của tinh thần cho người dân. Điển hình thì trong năm thì chi đoàn cũng hỗ trợ các trường mầm non trên địa bàn về các tặng các phần quà cho các học sinh khó khăn, đặc biệt là chi đoàn cũng phối hợp với câu lạc bộ mô tô Sado Việt Nam thì có trao tặng 125 suất học bổng và phần quà cho trị giá khoảng 150 triệu đồng cho các hộ dân khó khăn ở xã Đầm Emery. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ người dân trong cái dịch hoạt cảnh COVID-19. Còn đối với bản thân thì trong năm vừa qua cũng tham gia nhiều cái hoạt động của chi đoàn và hoạt động của Trung ương đoàn, trong đó có vinh dự được tham gia vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc thi Tuổi Trẻ học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cũng vinh dự được vào trong vòng chung kết toàn quốc. Thì qua đó thì cũng góp phần là bản thân cũng nâng cao được cái phẩm chất chính trị của mình, đồng thời là cũng tạo ra cái sức lan tỏa trong tuổi trẻ của Công an thành phố Bảo Lộc cũng như tuổi trẻ thành phố để tích cực nâng cao cái tìm hiểu các cái giá trị lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận thức được cái vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời giai đoạn mới. Với phương châm chú trọng vào những việc làm thiết thực mang lại hiệu quả cho nhân dân, Thành đoàn Bảo Lộc đã hăng hái tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội qua việc triển khai thực hiện tốt tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, đã vận động 600 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu và đã thu được 550 đơn vị máu. Cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng đã tham gia nạo vét các kênh mương, thu gom rác thải, tạo một môi trường xanh, sạch, đẹp cho thành phố. Trong năm 2020, thành đoàn đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố, công ty Honda Tâm Anh, công ty Honda Bảo Khánh tổ chức hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, an toàn giao thông và lái xe an toàn cho hơn 30.000 lượt đoàn viên và thiếu nhi tại các cơ sở đoàn và liên đội, giúp các đoàn viên và các em có thêm những kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân trong cuộc sống. Trong tình hình cả đất nước nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng đang hội nhập và phát triển, thì về phía thanh niên Bảo Lộc thì cũng đề ra một số nội dung. Trước tiên, mỗi bạn đoàn viên thanh thiếu nhi
phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong lời nói và việc làm, đồng thời không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, giữ tâm trong chí sáng, xây dựng hoài bão lớn, không ngừng học tập rèn luyện, trau dồi kiến thức, cập nhật các công nghệ thông tin để phục vụ vào trong việc làm cũng như là trong sản xuất kinh tế của gia đình và của bản thân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Bảo Lộc cần phát huy vai trò trách nhiệm và lòng yêu nước, biết lựa chọn những thông tin chính xác và đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, và sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Để hội nhập cùng xu thế phát triển không ngừng của toàn xã hội, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì sự chủ động và tích cực là điều kiện cần và quan trọng để đoàn viên thanh niên thể hiện tài năng, sức trẻ, nhiệt huyết, khả năng cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Chưa quen những con đường quanh co lên xuống, rào hồ Nam Phương nhớ tiếng chuông chùa bao nỗi buồn tan nhanh. Tôi đã bên em đắm say trao tình bờ lao dấu yêu, tôi đã bên em
đắm say trao tình bờ lao dấu yêu. Tôi đã bên em đắm say trao tình bờ lao dấu. Đông về đông cũng tàn, hà lấp nắng tiếng yêu kia ta trao nhau không còn vương trên đá. Người cũng phải quên tôi đi người yêu ơi, một đời chỉ có nhân làng xưa, chỉ có thác đơn quy nhớ. Có nhớ những đêm trăng
có thác Đam Huy nhớ ai. Chỉ có nhãn lang rừng, chỉ có thác Đam Huy nhớ trên lá giữa tiết trời se lạnh, đôi thông xanh bát ngát mênh mông. Về đây em nhé, cùng đến thác Đạm Ri, nghe thác đổ giữa nghìn trùng sâu thẳm, nhau hát khúc hát yêu thương, tình đẹp mãi trên cao nguyên xa. Trời se lạnh đẹp kiêu sa, tim ta say mê. Về đây em nhé, cùng đến bờ lao thăm thôn làng, ôi lòng người nghĩa tình, cùng nhau hát khúc hát yêu nhau, tình đẹp mãi trên cao nguyên xanh, cao nguyên xanh, cao nguyên lộng gió, đón ánh nắng trên những con đường, cùng cất tiếng hát và tình yêu ta, tình yêu đắm say, tình yêu dành cho quê hương bao lòng. Cao nguyên xanh, cao nguyên lộng gió, đón ánh nắng trên khắp thôn làng, người náo nức nụ cười trên môi, cùng nhau hát ca
gắn muôn ước mơ vào lòng quê ta, tương lai rạng rỡ đón ánh nắng trên khắp thôn làng. Người người náo nức nụ cười trên môi, cùng nhau hát ca gắn muôn ước mơ vào lòng quê ta, tương lai rạng rỡ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Tết Tân Sửu năm 2021. Một lần nữa xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thành công. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.